Trước khi đi vào Biển Đông, bão Bopha được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trong mùa bão năm nay ở khu vực Tây Thái Bình Dương. Sự xuất hiện một cơn bão có cường độ mạnh như vậy vào thời điểm cuối mùa mưa bão là điều hiếm gặp. Để tìm hiểu về đặc điểm của bão Bopha cũng như khả năng ảnh hưởng của nó tới nước ta, phóng viên VTC14 đã có cuộc trao đổi với ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương. Trước hết, xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi với kênh VTC14. Thưa ông đánh giá như thế nào về đặc điểm cường độ của siêu bão Bopha và khả năng ảnh hưởng của nó tới Việt Nam? Theo chúng tôi thì khi đi vào Biển Đông thì đầu tiên là nó sẽ chậm lại, nó sẽ loanh quanh luẩn quẩn ở đâu đấy giữa cái vùng biển phía đông nam của quần đảo Hoàng Sa và phía đông bắc của quần đảo Trường Sa. Và có lẽ là nó di chuyển chậm lại ở đấy, và hiện nay các cái hình thái khí quyển để cho nó di chuyển nhanh lên phía bắc ấy, là không có, cũng như là hình thái khí quyển để cho nó đi ngay vào phía tây cũng không có. Có thể cái cường độ cơn bão này nó sẽ mạnh trở lại cấp 12, 13 gì đấy trong 1-2 ngày sắp tới, nhưng mà cái thời điểm mạnh này thì nó đều ở trên biển. Và cho thời điểm này thì theo chúng tôi thì chưa thấy một cái khả năng gì đấy thật rõ rệt là nó sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta, mà chủ yếu chúng ta phải chú ý đến cái ảnh hưởng của nó trên biển. Bão Bopha được cho là khá giống với cơn bão Washi quét qua Philippines vào tháng 12 năm ngoái. Ông nghĩ sao về điều này? Vâng, đúng thế. Tức là vào cái giai đoạn cuối của mùa bão lũ ấy, thì bao giờ cũng có những cái cơn bão đặc biệt mạnh và nó đi về phía nam ở những cái vùng mà ít khi xảy ra bão, giống như cơn Linda năm 1997 hoặc là cơn Washi năm ngoái. Những cơn bão năm nay nó khác. Tức cơn Washi năm ngoái là nó đi theo hướng tây, đi về phía vùng biển phía nam của quần đảo Trường Sa hoặc là vùng biển quần Trường Sa. Nhưng cơn này thì không phải như thế. Cơn này thì nó đi tạm thời trong 1-2 ngày sắp tới là nó trích lên phía tây tây bắc hoặc là giữa tây tây bắc, đi về cái vùng biển giữa hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Theo ông, sự xuất hiện của bão Bopha vào thời điểm này có phải là bất thường, và đây có phải là cơn bão cuối cùng trong năm nay hay không? Vâng, theo chúng tôi thì cái sự xuất hiện của bão vào cái đầu của tháng 12 thì hoàn toàn là không phải là bất thường. Nó hiếm gặp hơn nhưng không phải là không gặp. Và theo chúng tôi thì có lẽ là đây là những cái cơn bão cuối cùng. Nếu còn ấy, thì có lẽ chỉ còn lại cỡ áp thấp nhiệt đới gì đấy thôi trong Biển Đông. Chứ còn cái khả năng một cơn bão mạnh như này nữa thì chắc là rất là hiếm. Có thể nói là không còn nữa. Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay với kênh VTC14.